Một kết phim ấn tượng sẽ bám chặt lấy tâm trí chúng ta mãi mãi. Chẳng ai có thể quên được sự đau khổ của viên cảnh sát David Mills trong Seven, ánh mắt hoang mang của kẻ tâm thần Bateman kết lại American Psycho, hay nụ cười kỳ lạ của Odesu trong Oldboy. The Mist, bộ phim kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn cùng tên của nhà văn Stephen King, được đạo diễn bởi Frank Darabont, cũng là một phim có cái kết như thế. Luôn lọt top những cái kết ám ảnh người xem nhất kể từ khi ra mắt, cho tới tận phân cảnh cuối cùng của The Mist, khi màn sương mù dày đặc bao phủ thị trấn Bridgeton đã tan biến, ta vẫn không ngừng hoang mang với loạt câu hỏi. Cuối cùng thì, ai là người tốt, kẻ xấu và thậm chí là quỷ dữ trong câu chuyện này? Để phân tích phim, mình sẽ tiết lộ hầu hết nội dung của tác phẩm, nên đây sẽ là cảnh báo spoiler cho tất cả các bạn. Nếu không quá bận tâm về điều đó, thì hãy cùng mình bắt đầu tiến vào màn sương mù dày đặc của thị trấn Bridgeton. Sau trận bão dữ dội, cả thị trấn nhỏ Bridgeton mất điện và nhiều nhà bị hư hỏng nặng, trong đó có gia đình của họa sĩ David Drayton. Hai bố con anh quyết định đi vào siêu thị trung tâm để mua thêm vài đồ dùng cần thiết. Cùng lúc đó, một màn sương mù bí ẩn tràn xuống từ ngọn núi và nhanh chóng bao phủ toàn bộ thị trấn. Ẩn hiện trong màn sương là đàn quái vật khổng lồ đến từ địa ngục chờ trực ăn tươi nuốt sống bất cứ con mồi nào lạc vào tầm ngắm, khiến toàn bộ khách hàng bị mắc kẹt trong siêu thị. Sau cái chết kinh hoàng của những người kém may mắn cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, đám đông nhanh chóng rơi vào hoảng loạn tột cùng. Họ dần bị chia rẽ bởi đức tin và tàn sát lẫn nhau, phơi bày bộ mặt xấu xa cùng bản tính nguyên thủy nhất sâu thẳm trong mỗi người. Ngay từ phân cảnh mở đầu, đạo diễn đã dự báo cho người xem về nội dung và thậm chí là cái kết của The Mist. David, nhân vật chính của chúng ta đang ngồi vẽ trong studio. Xung quanh anh là bức áp phích của những bộ phim kinh dị mà nổi bật nhất là The Thing, phiên bản năm 1982 và Pan's Labyrinth. Trong khi The Thing kể về cơn ác mộng kinh hoàng của nhóm thám hiểm mắc kẹt trong căn cứ giữa Nam Cực lạnh giá, khiếp sợ bởi nỗi hoang mang về chính người bạn đồng hành của mình trước loài quái vật có khả năng sao chép nhân dạng con người một cách hoàn hảo. Pan's Labyrinth kể về câu chuyện quay trở lại âm phủ qua những cánh cổng bí mật nối giữa hai thế giới của nàng công chúa địa ngục Moana. Về phần David, anh đang chăm chú hoàn thiện bức tranh vẽ tay súng Roland, anh hùng sống tại Midworld, một thế giới vận hành song song với trái đất, trên hành trình bảo vệ thế giới khỏi bè lũ ác quỷ trong bộ tiểu thuyết Dark Tower nổi tiếng của Stephen King. Tất cả các dấu hiệu kể trên ngụ ý rằng David là nhân vật chính diện và dự báo trước bi kịch sắp sửa ập đến trong những sự kiện tiếp theo của bộ phim. Anh được nhiều người dân tại thị trấn nhỏ yêu mến và có chút tò mò, bởi anh là nghệ sĩ hiếm hoi có công việc gắn bó mật thiết với giới điện ảnh ở Hollywood, có tư duy cởi mở và hiểu biết hơn phần đông người bản xứ. Như phần lớn người dân bị mắc kẹt ở trong siêu thị, David chỉ là một người bình thường. Anh bắt buộc phải trở thành người hùng bất đắc dĩ để bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình và những người khác khỏi mối nguy hiểm rình rập. Không như kiểu anh hùng thường thấy trong phim hành động, tất cả những gì David làm là điều mọi người chồng, người cha sẽ lựa chọn khi gia đình mình rơi vào lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Dù mang nỗi sợ lũ quái vật kinh hoàng chẳng kém gì người khác, David vẫn cố gắng làm chỗ dựa cho nhóm ít người xung quanh. Anh cũng đủ sáng suốt để nhìn thấu sự thực về bản chất của con người, từ đó lựa chọn trở nên dũng cảm và gan lì hơn để có thể che chở cho cậu bé Billy. The machines are working and you can dial 911, but you take those things away, you throw people in the dark, you scare the shit out of them. Trong khi đó, phe đối lập đông đảo hơn họ gấp nhiều lần là tập hợp của những kẻ vì quá sợ hãi nên đã mù quáng nghe theo lời thuyết giáo điên rồ về Thiên Chúa, mà đứng đầu chính là quý bà Carmody. Họ tin tưởng rằng để được sống yên ổn, mỗi ngày sẽ phải hiến tế một kẻ xấu số cho lũ quái vật. Ở phần đầu phim, ta có thể thấy bà Carmody được người dân thị trấn nhận xét có đầu óc không bình thường, bị cô lập, luôn có thái độ xa cách, bề trên, vô cùng sùng đạo và bảo thủ như đại diện cho tư duy hạn hẹp, lỗi thời của người chỉ gói gọn cả cuộc đời trong thị trấn nhỏ, trái ngược hoàn toàn với nhân vật David. Ban đầu, khi cuộc sống văn minh đang tiếp diễn yên ả, tất cả mọi người đều coi thường và chẳng hề quan tâm đến những gì bà ta nói. Nhưng khi lũ quái vật kinh hoàng xuất hiện khiến nỗi sợ dâng cao vượt quá sức chịu đựng của con người, không có cách lý giải hay phương tiện tối tân nào có thể tiếp cận và cứu giúp, đám đông trong siêu thị dần quay về phe của Carmody. You scare people badly enough. You can get them to do anything. Carmody tự cho mình là hiện thân sứ giả của Chúa, là đấng cứu thế, giúp con người thoát khỏi cảnh tối tăm của sự trừng phạt mà Ngài đang giáng xuống thế giới sau vô vàn tội lỗi mà loài người đã gây ra. Một vài sự việc ngẫu nhiên vô tình trùng khớp với lời sấm truyền của người đàn bà kỳ lạ khiến đám đông càng thêm tin tưởng và cuồng loạn. Con bọ khổng lồ ngừng tấn công Carmody sau khi bà ta cầu nguyện, hay thi thể không lành lặn của những người cố gắng lèn ra ngoài siêu thị đều chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng tất cả lại củng cố thêm niềm tin mù quáng của những giáo đồ.
sự điên rồ của Carmody và đám đông tỷ lệ thuận với nỗi sợ hãi của người dân. Chỉ trong 2 ngày, từ kẻ bị coi thường, Carmody đã sở hữu cho mình lực lượng con chiên hùng hậu và cả kẻ đồ tể sẵn sàng đâm chém, hành quyết người khác theo mong muốn của bà ta. Phân cảnh Carmody vừa uống sữa, vừa cầm dao gào thét đám đông hãy hiến tế cậu bé vô tội Billy và Amanda đã đẩy sự điên loạn lên đến đỉnh điểm. Chính vì thế, tiêu diệt bà ta là điều bắt buộc phải làm để chấm dứt việc gieo rắc tư tưởng độc hại. Cảnh Carmody gục ngã sau hai phát súng của Ollie chính vì thế đã trở thành một trong những cái chết thỏa mãn nhất trên màn ảnh. Mặc dù nguồn gốc của màn sương mù trong tiểu thuyết gốc chưa bao giờ được giải thích chi tiết, nhưng ở bộ phim, có một người lính đã vô tình tiết lộ bí mật về dự án có tên là Arrowhead của quân đội. Cụ thể, họ đã cố gắng tạo nên cánh cổng dẫn đến các thế giới khác. Đột nhiên, cơn bão lớn vô tình gây ra lỗ hổng khiến quái vật đến từ chiều không gian khác tràn vào thị trấn. Ngân sách hiệu ứng hình ảnh của The Mist chỉ 4 triệu đô la, nhưng vẫn đáng đồng tiền bát gạo trong việc tạo nên những con quái vật có hình dáng tương đồng với các sinh vật bước ra từ cuốn sách của người chết do nhà văn Howard Phillips Lovecraft sáng tạo. Điều này càng củng cố thêm giả thuyết dự án Arrowhead đã vô tình mở cánh cửa dẫn đến địa ngục. Màn sương mù dày đặc trong phim biến thế giới thực trở thành phiên bản thế giới sương mù, tương tự như tác phẩm kinh dị Silent Hill, là địa ngục giam hãm mọi tâm hồn tội lỗi. Những con quái vật chia ra làm 3 phân nhánh với kích thước lớn dần. Phân loại thứ nhất có hình dáng giống với các loài côn trùng ở thế giới thực như ruồi, muỗi, bọ ngựa, rơi, nhện, nhưng với kích thước lớn gấp hàng nghìn lần và chứa nọc độc cực mạnh. Phân loại tiếp theo có hình dáng không rõ ràng do phần lớn cơ thể chìm trong màn sương mù. Chúng mang các xúc tu có khả năng siết chặt mọi con mồi, không thường sót bất kỳ cá thể nào mà chúng bắt được. Cuối cùng không thể bỏ qua quái vật Behemoth, sinh vật 6 chân khổng lồ mà David và các thành viên khác của nhóm gặp phải khi lái xe trong màn sương mù. Behemoth được cho là một quái vật cổ đại, lớn hơn bất cứ thứ gì từng sống trên trái đất. The Mist nói về những con quái vật bên trong mỗi người, nhiều hơn lũ quái vật lờn vờn bên ngoài siêu thị. Mặt tối ngày thường bị che giấu dần bộc lộ khi con người ta mắc kẹt và suy sụp tinh thần vì quá căng thẳng. Vào thời khắc đen tối, họ sẽ bị thúc đẩy bởi hy vọng hay sợ hãi. Đạo diễn Frank Darabont muốn khai thác nỗi sợ hãi tột cùng với những điều con người không thể kiểm soát hay điều khiển. Chính nỗi sợ ấy đã làm thay đổi hành vi và cách ứng xử vốn được che đậy bởi lớp vỏ của sự văn minh thường ngày. Liệu con người ta có thể nguyên thủy và man dợ đến mức nào? Không phải ngẫu nhiên khi tất cả bọn họ bị mắc kẹt trong một siêu thị. Thật đâu, đây có vẻ là nơi tuyệt vời để người dân có thể trú ẩn cho thảm họa tạm thời, được dự trữ đầy thức ăn và nước uống cho mọi người sinh tồn trong thời gian dài, thậm chí đủ rộng để cung cấp cho mỗi người một chút không gian riêng tư nếu cần. Chính nỗi sợ hãi đã khiến phần không nhỏ trong số họ gần như phát điên. Họ dần bị chia rẽ, thù ghét nhau vào thời khắc đáng lẽ ra cần đoàn kết nhất. Họ bắt đầu nói xấu, đồn thổi và nghi ngờ về nhau. Đám đông tan rã thành nhiều nhóm nhỏ với những tư tưởng khác biệt. Họ hoảng loạn và đổ bể mọi kế hoạch bảo vệ siêu thị ngay đêm đầu tiên. Tất cả mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát một cách tai hại. Sự điên rồ của Carmody như một loại virus chỉ trực chờ. Khi sức đề kháng tinh thần của con người bị suy sụp, nó sẽ tấn công và lây lan nhanh chóng, chiếm lĩnh toàn bộ con người họ, chẳng khác nào lũ quái vật đội lốt người trong tác phẩm kinh dị The Thing. Cái xấu xa và bản năng nguyên thủy như luôn tồn tại sẵn trong mỗi người, chỉ cần thời điểm thích hợp để phóng thích. Khi không còn hy vọng, người dân tìm kiếm đến tôn giáo như sự cứu rỗi và mù quáng nghe theo lời giao giảng của Carmody. Họ dần trở thành những kẻ đáng sợ và nguy hiểm hơn cả đám quái vật thực sự ngoài kia khi bị thuyết phục rằng hiến tế con người là cách duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng rùng rợn, như một cách đền tội với Chúa. Chẳng còn công lý hay lòng nhân đạo tồn tại. Nhóm của David như cái gai cần loại bỏ với Carmody. Bà ta đã nhắm tới Billy và Amanda là con mồi tiếp theo của mình. Vào thời điểm đó, siêu thị không còn là nơi trú ẩn an toàn dành cho anh và những người cùng chung tư tưởng, khiến họ phải mạo hiểm dấn thân ra ngoài để tìm kiếm một hy vọng sinh tồn dẫu vô cùng mong manh. Cái kết của The Mist ấn tượng đến nỗi tác giả tiểu thuyết gốc Stephen King cũng phải choáng váng và khen ngợi. Ông ước gì mình đã viết ra nó và nói rằng nên có luật cấm ai để chứng kiến tiết lộ nó cho người khác. Chính vì vậy, mình sẽ giữ bí mật về cái kết để bảo toàn trải nghiệm cho những ai chưa xem phim. Trong thế giới điện ảnh, nơi khán giả đã quá quen thuộc với câu chuyện tuần theo khuôn mẫu tiêu chuẩn của Hollywood có thể đoán trước, cái kết đen tối và ảm đạm của The Mist trở nên nổi bật, phá vỡ các chuẩn mực thông thường. Theo Stephen, đây là chiến thắng lớn nhất của bộ phim và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ông. Những phút cuối cùng của The Mist nhức nhối và đau đớn như cú đấm bất ngờ. Với cái kết bi thảm của The Mist, nhà làm phim muốn truyền tải thông điệp: đừng bao giờ mất đi hy vọng, bởi nó vẫn luôn tồn tại, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy.
David đã phải trả cái giá quá đắt khi đánh mất hy vọng và sự sống, và điều đó biến anh trở thành con quái vật khủng khiếp nhất. Khi sự hoảng loạn và tuyệt vọng chiếm hữu, ta dễ dàng phạm phải lỗi lầm mà dù có trong mơ, ta cũng không bao giờ có thể mường tượng ra. Ở câu chuyện của đạo diễn Darabont, màn sương mù mang đến những con quái vật khổng lồ và nỗi kinh hoàng về các loài côn trùng. Nó mang ý nghĩa ẩn dụ cho điềm báo về sự diệt vong và nỗi sợ hãi làm lu mờ lý trí, xâm chiếm lấy loài người một cách dễ dàng, như cách lũ quái vật phá lớp cửa kính mong manh bao phủ siêu thị. Tại cuộc sống thực, màn sương mù đáng sợ ấy có thể là chiến tranh, khủng bố hay sự sụp đổ của nền tài chính. Giống như những con quái vật của Darabont, tất cả đều có khả năng tàn phá mỗi cá nhân từ sâu thẳm, khiến nền văn minh sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn, biến thế giới thành địa ngục. Thậm chí chẳng ai có thể biết rằng điều kinh khủng nào khác còn đang chờ đợi trước mắt. Ta có thể thấy, khi bị tiêu diệt, cơ thể của lũ quái vật nhanh chóng phân hủy và tan ra thành nước như thể trở về hư không. Chi tiết này như muốn nói rằng, tất cả những thứ khiến loài người sợ hãi và hoảng loạn, rồi sẽ mơ hồ và nhạt nhòa. Chỉ có hậu quả nặng nề của hành động tàn khốc khi lý trí không đủ tỉnh táo là luôn hiện hữu và ám ảnh chúng ta mãi mãi. Thông điệp đen tối về sự tuyệt vọng của The Mist đã khiến tác phẩm luôn lọt danh sách những phim kinh dị không thể bỏ qua. Hãy thưởng thức bộ phim ngay và quay trở lại đây bàn luận thêm những tình tiết thú vị mà bạn đã phát hiện được ở phần bình luận với chúng mình nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.